Kính chào quý khán giả, lời chào thân mến. Quý vị đang xem chương trình live show trực tiếp của đài truyền hình STTN. Chương trình có nhạc Phương Nam, Chờ Tuấn Châu, Ngọc Đán, Philip Nam và Cẩm Thu phụ trách, với hai tiếng đàn Hoàng Phúc và Quang Khải. Khách mời hôm nay là nghệ sĩ ca sĩ Mỹ Lan. Đặc biệt mà chưa đến cho bị kẹt xe. Về câu chuyện á, chỉ có nãy có thể lại sớm chút xíu mà sớm không kịp chắc ăn sạc. Bây giờ tôi cho mời anh Nam, chị Thu và chị Đán có lời chào khán giả. Philip Nam xin gửi lời chào tái ngộ cùng khán giả của cổ nhạc Phương Nam. Cẩm Thu xin gửi lời chào thân ái đến khán giả chương trình cổ nhạc Phương Nam. Ngọc Đán có lời chào tái ngộ đến quý khán giả xem đài và đang thưởng thức chương trình cổ nhạc Phương Nam. Cảm ơn chị Đán, chị Thu cùng với Nam. Bây giờ mình nhắc lại cái đêm buổi hôm qua. Ngày hôm qua là ngày 49 ngày của ông Bảy. Ba bốn chín ngày ở chùa Giác Lý thì buổi đó là cái buổi bế sau bảy thức thì Tuấn Châu có mời tất cả nghệ sĩ cũng đến đông hay chị Đán bên ca nhạc của anh Khoa. Quang Khoa chị Mai Lê Huyền, chị Phương Quế, chị Trang Thanh Lan và nghệ sĩ bên ca nhạc cũng đông. Bên chị Ngọc Anh Thanh cũng đến và bên cổ nhạc mình có làm cái buổi văn nghệ coi như tiễn bắt bảy lên trời. Cái quan trọng là em chạy qua bên chùa Khánh Hỷ. Chùa Khánh Hỷ em thỉnh được cái hình của anh ca Tuấn Hải. Đi qua đi ngồi coi một buổi văn nghệ chung rồi mới tại em Hải chạy xe mà. Vừa chạy xe mà vừa nhắc tù. Dạ đúng rồi, nhắc cho bảy. Dạ đúng rồi, coi với bảy luôn. Dạ đúng. Đi mới đi hai người chứ. Hai người, bà bạn ông Hải lái xe chở bảy đi. Dạ. Xong xuôi rồi anh Tâm anh mới tới. Anh Tâm tới trễ một xíu mà cũng không sao. Miễn thắp nhang bảy thôi. Không có chỉ đường á, chị nói với em là chỉ đường cho Linh Tâm. Philip Nam là nhắn cho Linh Tâm đi qua bên chùa Cao Đài bên Orange. Nhắc lộn địa chỉ. Cái chùa bên anh Trung Bình Hải. Thật sự thì sẵn đây Tuấn Châu nhắc cái câu chuyện ngày hôm qua là cũng 49 ngày bảy thất của bà Bảy. Nhưng mà có lẽ Tuấn Châu sẽ nhớ là sáng hôm qua Tuấn Châu đến chùa trước rồi. Nhưng mà sau đó khoảng chừng 11 giờ thì Nam tới. Thì tôi thấy là Nam đi vô đi một vòng thì thóc nhang xong đi chơi nó làm như là tinh thần của mình nó chưa có về. Tại vì khi mà nhìn cái hình của bà Bảy rồi cộng vào đó là hình của anh Tuấn Hải nữa thì mình trong đầu nó vẫn còn lên giống như hai người này còn ở đây. Vẫn còn sống, còn hiện diện trên cái đất này mà tự nhiên sao mất mình thấy nó buồn buồn. Khoảng một giờ đồng hồ sau thì mình mới hoàn hồn lại được. Và thôi thì giờ cũng như là chỉ một người đã ra đi. Và tiếng hai người đã ra đi. Hai người đã ra đi. Cũng là 49 ngày luôn ha. Dạ, đúng rất là ok. Thôi bây giờ để tiếp tục chương trình thì cái bài của Hoàng Dũng gửi xuống. Thì đáng cái bài này là bài Giọt Sầu. Con tiễn cha đi. Và trong lúc 49 ngày thì Hoàng Dũng mới viết cái bài này. Thôi bây giờ chị Đán với em ca bài này đi ha. Vậy hả? Ca trước phải không? Chị em là ca trước phải không? Tôi lại thêm một cái đại thủ trong làng nghệ thuật. Đã trương khơi tàn sáu thương bao bình trong ca. Dân hài dẫn chung người cha già đau chính của chúng ta với giọng cười dễ muôn đời luôn bất tử. Suốt cuộc đời mình dành trọn cho sân khấu rồi nay kiếp tầm đã trả xong nợ dâu xanh. Ôi người cha già của sân khấu cạn đường mà mọi người
cầu nguyện đêm ngày, xin bỏ hố đổ kỳ cho cha sớm thoát qua thiên cảnh. Những lời nguyện cầu chắc không đâu đưa cao dân đã đọa đằng cướp của con người cha yêu dấu. Đối với cô, một hành trình còn nhiều gian khổ.